hoặc ở nơi tướng lại giảm làm không tướng, hoặc ở nơi quyết định mà lập là bất định. Như tất cả hành đều là vô thường, tất cả hữu lậu đều là tánh khổ, tất cả pháp đều không vô ngã, mà lại vọng kiến lập một phần là thường, một phần vô thường, một phần là khổ, một phần không phải khổ, một phần có ngã, một phần vô ngã. Đối với pháp Đức Phật đã chế lập không thể ghi nhớ, mà lại tìm cầu phân biệt ghi nhớ, cho là có thể ghi nhớ hoặc an lập ghi nhớ, và ở nơi bất định mà kiến lập là định. Như chấp tất cả thọ lạc đều là chỗ tùy miên của tham, tất cả thọ khổ đều là chỗ tùy miên của sân, tất cả thọ không khổ không lạc đều là chỗ tùy miên của si, tất cả thọ lạc đều là hữu lậu, tất cả lạc cùng với suy nghĩ cố tạo nghiệp, một hướng quyết định thọ khổ dị thuộc hết thảy loạn như vậy. Hoặc ở trong pháp có tướng, không tướng sai khác mà kiến lập sai khác, có tướng sai khác mà lập là không sai khác. Như ở nơi tướng hữu vi không có sự sai khác, và trong vô vi cũng lại kiến lập. Ở nơi pháp vô vi tướng không sai khác, ở trong pháp hữu vi cũng lại kiến lập. Ở nơi hữu vi vô vi như vậy, thì ở nơi hữu sắc vô sắc, có thấy không thấy, có đối không đối, hữu lậu vô lậu, tùy theo chỗ thích hợp đều nên rõ biết. Lại ở nơi có tướng, không như chánh lý lập tướng nhân quả, như lập diệu hạnh triều cảm quả bất ái, lập các ác hạnh triều cảm quả khả ái, kế chấp cho là trong pháp ác thuyết tỷ nại gia tích tập các tà hạnh năng lực thành tịnh, trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia tu hành chánh hạnh cho là tạp nhiễm, và nơi tướng không thật đem giả ngôn thuyết lập tướng chân thật, ở nơi tướng chân thật đem giả ngôn thuyết mãn lập chủng chủng, ở trong tất cả pháp lìa lời mà kiến lập lời nói thuyết đệ nhất nghĩa. Hệ thể loại như vậy gọi là trái pháp tướng, trái với tướng trên tức là không trái pháp tướng, đây gọi là chánh giáo. Hỏi: nếu tự tướng tất cả pháp thành tựu, mỗi mỗi đã tự an lập ở trong pháp tánh, vì nhân duyên gì kiến lập hai chủng nghĩa được thành lập? Đáp: vì muốn khiến người sanh tín hiểu, chẳng phải khiến sanh thành tướng các pháp tánh. Hỏi: vì muốn thành tựu nghĩa được thành lập, cớ sao trước lập tông? Đáp: vì trước hiển nghĩa tông mà mình yêu thích. Hỏi: cớ sao kế đến biện nhân? Đáp: vì muốn khai hiển quyết định đạo lý nương theo sự việc hiện thấy, vì khiến người nhiếp thọ sở lập nghĩa tông. Hỏi: cớ sao kế đến dẫn dụ? Đáp: vì muốn nương tựa vào sự việc hiện thấy hiển thị năng thành đạo lý. Hỏi: cớ sao sau thuyết đồng loại dị loại hiện lượng tỷ lượng chánh giáo? Đáp: vì muốn khai thị trí trái nhau không trái nhau của hai chủng nhân và dụ, lại trái nhau do hai nhân duyên: một vì không quyết định, hai vì đồng sở thành trái nhau, tức là ở nơi việc thành tựu nghĩa tông độc lập không thể lấy cái để suy lượng để so lượng nên không được gọi là lượng, không trái nhau cũng do hai nhân duyên: một vì quyết định, hai vì khác sở thành. Không trái nhau tức là ở nơi việc thành tựu nghĩa tổng độc lập có thể dùng để so lượng nên gọi là lượng. Tất cả những điều trên gọi là luận sở y. 4. Luận trang nghiêm. Luận đầy lược có 5 chủng: A. Khéo đối với tông mình người. B. Lời nói đầy đủ viên mãn. C. Vô ý. D. Đồn hậu trang nghiêm. E. Ứng cúng. A. Khéo ở nơi tông mình người, như có người hoặc ở trong pháp tỷ nại ra đây sanh sâu vui thích, tức ở nơi tông chỉ của luận này đọc tụng thọ trì lắng nghe tư duy tu hành thuần thục đã thuận tiện, đã tuyên thuyết đã được sáng tỏ, hoặc kia ở nơi pháp tỷ nại gia không vui không thích nhưng vẫn ở nơi tông chỉ của luận kia đọc tụng thọ trì nghe nghĩ thuần thục mà chẳng tu hành, tuy nhiên cũng đã thuận tiện đã tuyên nói đã được sáng tỏ, đây gọi là khéo ở nơi tông mình người. B. Lời nói đầy đủ viên mãn, phàm có tuyên nói đều phải dùng âm thanh, chẳng thể không dùng âm thanh. Những gì là âm thanh? Đó là đầy đủ 5 đức tính thì được gọi là âm thanh: một không thô xấu, hai dễ dàng, ba mạnh mẽ trong sáng, bốn tương ưng, năm nghĩa thiện. Không thô xấu tức là không dùng những ngôn từ địa phương thô thiển, dễ dàng tức là nếu có tuyên nói đều dùng ngôn từ thông dụng của thế gian, mạnh mẽ trong sáng tức là nương nghĩa mà kiến lập ngôn từ năng thành tựu nghĩa kia, thiện xảo diệu khéo mạnh mẽ. Tương ưng tức là nghĩa pháp trước sau phù hợp với nhau không phân tán rời rạc. Nghĩa thiện tức là năng dẫn phát sanh thủ thắng, định thủ thắng không có điên đảo. Lại luận âm thanh đây do chính chủng lời nói được đầy đủ viên mãn: một không tạp loạn, hai không thô ác, ba biện biệt phân minh, bốn có hạn lượng, năm tương ứng với nghĩa, sáu đúng thời, bảy xác quyết, tám hiển rõ, chín tường tục. Tất cả tướng như vậy gọi chung là lời nói đầy đủ viên mãn. C. Vô ý, như có người đối giữa chúng đông người, chúng tạp, chúng loạn, chúng chấp, chúng chân thật, chúng thiện lành, nơi tâm không hạ liệt lo sợ, thần không toát mồ hôi, sắc mặt không lo sợ, phát âm không ngượng nghịu, lời nói không khiêm nhược, người thuyết như vậy gọi là vô ý.
Đây đồn hậu uy nghiêm như có người, đây đúng thời mới thuyết mà không vội vã, đây gọi là đồn hậu uy nghiêm. Ứng cúng như có người, tánh đều nhu lành thiện, không xúc não người, tròn tròn trái vượt các điều, các bậc đều nhu hiền thiện, tùy thuận theo tầm người mà khởi lời nói đúng thời đúng việc, như thật năng dẫn nghĩa lợi, ngôn từ nhu nhuyễn như đối với bạn lành, đây gọi là ứng cúng. Nếu có người nương năm điều trang nghiêm của loại đây mà phát khởi ngôn luận, nên biết có 27 chủng khen ngợi tán thán công đức. Những gì là 27 chủng? Một, được mọi người kính trọng. Hai, lời nói được tín thọ. Ba, ở trong đại chúng không sợ hãi. Bốn, ở nơi tông chỉ của người, nhạy bén tinh tế biết được những kẽ hở. Năm, ở nơi tông chỉ của mình biết rõ công đức thù thắng. Sáu, không có kiến chấp nhỏ hẹp, đối với luận đã thọ lãnh không có phe phái. Bảy, ở nơi chánh pháp và tỷ lại gia của mình không thể bị dẫn đoạt. 8. Đối với sở thuyết của người chóng năng liễu ngộ. 9. Đối với sở thuyết của người chóng năng lãnh thọ. 10. Đối với sở thuyết của người chóng năng đối đáp. 11. Ngôn ngữ đầy đủ đức khiến mọi người đều vui thích. 2. Luận đầy sáng tỏ khá dễ tìm hiểu. 13. Năng khéo léo tuyên nói giải thích nghĩa cú văn tự. 14. Khiến thần không mệt mỏi. 15. Khiến tâm không mệt mỏi. 16. Lời nói không lắp bắp, rít rắm. 17. Biện tài vô tận. 18. Thân không trì trệ. 19. Không quyền mất niệm. 20. Tâm không bị tổn não. 21. Yết hầu không bị tổn hại. 22. Phàm sự việc nói ra phân minh dễ hiểu. 23. Khéo hộ tự tâm khiến không phẫn nộ. 24. Khéo hữu thuận tâm người khiến không nóng giận. 25. Khiến kẻ đối luận tâm sanh tịnh tín. 26. Phàm có hành động không lấy oán đối. 27. Danh xưng rộng lớn, tiếng lưu bố khắp mười phương, thế gian đều truyền tụng. Đại pháp sư đây thuộc trong hàng những bậc đại sư, như kẻ thọ dục đem hết thảy báu vật mạt ni trân châu lưu ly để bên cạnh những báu vật như vòng xuyến để tự trang nghiêm cho mình, khiến uy đức thêm sáng rỡ, quang minh soi chiếu khắp nơi. Cũng vậy, bậc luận giả dùng 27 chủng xương tán công đức đặt bên cạnh năm chủng luận trang nghiêm này, lấy đầy tự trang nghiêm khiến uy đức thêm sáng rỡ, quang minh soi chiếu khắp, cho nên gọi là luận trang nghiêm.